Đêm ngày 16 tháng 6, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn phối hợp với tập đoàn Charm Group tổ chức khai mạc lễ hội trái cây huyện Ninh Sơn lần thứ nhất năm 2023. Lễ hội diễn ra tại đường Đôi Anh Dũng, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Bình Thuận. Nho, táo, sầu riêng, xoài, măng cụt là những đặc sản ngọt lành của Ninh Sơn. Thông điệp này đã được đa số người dân và du khách đón nhận thông qua tiểu cảnh trang trí ngay từ cổng vào của lễ hội. Ngoài trái cây và một số sản phẩm chế biến sẵn, du khách có thể thưởng thức các đặc sản địa phương như rượu cần, dê núi, cơm gà. Đặc biệt, ban tổ chức đã đem đến một đêm khai mạc mãn nhãn khi thực hiện chương trình ca nhạc đặc sắc, quảng bá giai điệu và nét đẹp truyền thống của dân tộc bản địa, cũng như phục vụ nhu cầu giải trí của đông đảo người dân. Cũng trong đêm khai mạc, ban tổ chức đã vinh danh các tập thể đoạt giải cao trong hội thi trưng bày trái cây nghệ thuật, hội thi nấu ăn bữa cơm gia đình kết nối yêu thương, các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian, tổng kết các hội thi. Tập thể xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn đoạt giải nhất toàn đoàn và nhận phần thưởng 100 triệu đồng vào quỹ hỗ trợ người khó khăn do tập đoàn Trang Group tài trợ. Rất phấn khởi khi thấy huyện mình tổ chức lễ hội trái cây. Hầu như chú chưa đi lễ hội trái cây lần nào, bây giờ là lần đầu tiên. Tôi thấy là sản phẩm của huyện rất phong phú, rất nhiều cái sản phẩm rất đẹp mắt. Mình ấn tượng nhất ở trong cái lễ hội trái cây đây là cái thứ nhất là về phần dưa lưới. Cái thứ hai là về sầu riêng, cảm thấy là nó rất là hay, bởi vì là cũng đưa được cái sản phẩm của quê hương mình lên đến với mọi người và tạo một cái chỗ mà ví dụ như mình muốn học hỏi để mà sản xuất những cái đó là mình có cái để mà học hỏi, hoặc là ví dụ mình muốn thưởng thức được cái loại trái cây đó nó có những hương vị gì của những kể cả những người mà họ chưa từng đến vườn chơi, họ cũng đến đây họ cũng vẫn có thể là được coi hết những cái sản phẩm của cái quê hương Ninh Sơn của mình. Lễ hội trái cây huyện Ninh Sơn lần thứ nhất năm 2023 nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, quảng bá nhãn hiệu trái cây và ngành nông nghiệp Ninh Sơn đến người tiêu dùng, các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh và cả nước. Đặc biệt, giúp nông dân giới thiệu các loại trái cây ngon, kết nối cung cầu mua bán nông sản, hợp tác liên kết, tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình sản xuất, tiếp cận thông tin, tiếp cận công nghệ mới trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển nền nông nghiệp hữu cơ bền vững. Bên cạnh đó, lễ hội trái cây huyện Ninh Sơn lần thứ nhất năm 2023 là dịp để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người, ẩm thực và du lịch của huyện đến du khách trong và ngoài tỉnh, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình phát triển du lịch trên địa bàn huyện Ninh Sơn. 100% tại huyện Ninh Sơn thì mình có phát triển vùng trồng là từ Thuận Bắc này, Thuận Nam này, ở Đồng Nai thì cũng rất là nhiều, nhưng mà về cái thổ nhưỡng ở đây rất là phù hợp với cái cây dược liệu. Có cái nồng độ cái độ pH trong đất rất là nhiều, mà cái độ pH trong nước cũng rất là sạch, tại vì có nguồn nước ở sông Cái, tạo điều kiện cho hàng chục công nhân để mà phát triển kinh tế và có một cái đời sống nâng cao hơn. Hôm qua cái lễ hội này á, là rất mong muốn là để quảng bá cái hình ảnh của Ninh Sơn, quảng bá về cái lợi thế những cái trái cây ngon của Ninh Sơn đến với các nơi, đến mọi người. Và đặc biệt là mục tiêu cuối cùng là khi mà chúng ta đã quảng bá được thì thu hút được các cái nhà đầu tư là đến với Ninh Sơn để đầu tư về nông nghiệp, cũng như là các cấp chính quyền là sẽ quan tâm hơn để đầu tư các cái hạ tầng cho người dân, để mà đưa cái nông nghiệp của Ninh Sơn nói chung và cái trái cây của Ninh Sơn nói riêng là khẳng định cái thương hiệu đối với bên ngoài. Huyện Ninh Sơn sẽ tiếp tục được tạo điều kiện nhiều hơn để chuyển đổi cây trồng, phát triển các vùng trồng lớn theo hướng nông nghiệp thông minh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để thu hút nhà đầu tư đến phát triển nông nghiệp đi đôi với du lịch. Sau lễ hội trái cây, huyện kỳ vọng sẽ đón những đoàn khách tới tham quan và thưởng thức tại vườn những quả chín đầu mùa.